Thưa sư, con là một người hay nói nhiều. Sau khi học chút ít về giáo lý và A Tỳ Đàm, thì con phát hiện là tâm con thường hay ham thích về sự nói lời vô ích, để nói để chứng tỏ tài năng bản thân. Nhờ vào đó nên đã có ý thức hơn khi mở miệng. Tuy nhiên khi con mở miệng trả lời các câu hỏi của người khác, ví dụ các thắc mắc thuộc chuyên môn của mình, thì con sẽ dễ bị tâm lý đưa đẩy đến mở rộng vấn đề và thành nói lời vô ích. Xin sư hãy chỉ cho con một phương pháp giúp con có sự kiểm soát tốt hơn lời nói ra và luôn có sự ý thức tỉnh giác nói đúng lúc đúng pháp. Thì chúng ta phải thường xuyên suy tư, ưu tư trong phạm vi an toàn. Tức là khi chúng ta nói chuyện á, thì cái tâm của chúng ta nó vận chuyển liên tục, và chúng ta phải lưu ý đến phạm vi vận chuyển của nó. Hoặc nói một cách dễ hiểu hơn là chúng ta suy nghĩ trong phạm vi phù hợp. Tức là mình biết là mình nên nghĩ về vấn đề gì, nó phục vụ cho cái nội dung mà mình nói. Còn vấn đề gì là nó nằm ngoài cái tầm mà lời nói. Thì khi chúng ta suy tư như vậy, biết rõ như vậy, thì chúng ta sẽ không ra ngoài nội dung đó. Cái thứ hai là chúng ta biết rõ thời lượng nói. Tức là chúng ta biết là chúng ta sẽ nói cái vấn đề đó chúng ta nói trong bao lâu, nó sẽ tránh chuyện chúng ta sa đà. Thì khi chúng ta biết như vậy thì chúng ta sẽ hạn chế được cái lời nói vô ích. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.